với phương châm quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến, Bộ và toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã kiên trì, kiên quyết thực hiện đổi mới tư duy từ làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa, quản lý văn hóa thông qua công cụ pháp luật và bằng pháp luật. Thể chế chính là nguồn lực và nguồn lực bắt đầu từ thể chế. Theo đó, một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đã được xây dựng mới hoặc sửa đổi bổ sung. Gắn với đó là hệ thống chính sách đồng bộ hơn, kiến tạo cho sự phát triển nhiều hơn, chứ không đơn thuần chỉ là công cụ quản lý hành chính. Trong đó, việc tham mưu chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa thể thao và quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045 là một trong những chính sách lớn nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phát huy mọi nguồn lực để phát triển văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc tháng 11 năm 2021. Trong những năm vừa qua, chúng ta đặc biệt quan tâm đến văn hóa. Và như vậy, cùng với các nghị quyết của Đảng về văn hóa, cùng với chiến lược phát triển văn hóa, thì lần này khi mà chúng ta thông qua quy hoạch mạng lưới văn hóa, thể thao và du lịch ấy, giúp cho chúng ta có được một cái chiến lược, một cái khuôn khổ đồng bộ toàn diện cho sự phát triển văn hóa của chúng ta, không những chỉ trong những cái giai đoạn hiện nay mà trong một cái giai đoạn dài sắp tới. Và nhờ có quy hoạch lần này ấy, giúp cho chúng ta có điều kiện để cho chúng ta huy động nguồn lực xã hội, chúng ta có được những các cái dự án, có được các cái kế hoạch tạo điều kiện cho văn hóa, thể thao và du lịch đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển bền vững của đất nước. Có rất nhiều các cái thông tin, nội dung trong quy hoạch đã đáp ứng được cái nhu cầu cũng như là kỳ vọng của cơ sở trong việc thực hiện các cái nhiệm vụ phát triển du lịch, phát triển văn hóa và thể thao. Chúng tôi cũng coi đây là một cái căn cứ rất là quan trọng để các cái địa phương dựa vào cái quy hoạch mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về lĩnh vực du lịch, về lĩnh vực văn hóa thể thao, kết hợp với quy hoạch vùng và quy hoạch của từng tỉnh để thu hút các cái nguồn lực địa phương từ ngân sách nhà nước và từ nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng, thực hiện cái quy hoạch này, để xây dựng những cái khu điểm du lịch đảm bảo mang tính quốc gia, quốc tế. Quy hoạch mạng lưới văn hóa gồm 12 đối tượng: bảo tàng, thư viện, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, triển lãm văn hóa nghệ thuật, trung tâm văn hóa trong nước, trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, cơ sở nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành văn hóa nghệ thuật, di sản thế giới và di tích quốc gia đặc biệt, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, cơ sở số hóa dữ liệu văn hóa, trụ sở cơ quan về văn hóa. Hoàn thiện và mở rộng mạng lưới bảo tàng với hạt nhân là các bảo tàng quốc gia. Xây dựng mới 2 bảo tàng quốc gia, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và một số bảo tàng chuyên ngành. Hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của các bảo tàng quốc gia gồm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và các bảo tàng chuyên ngành. Song song đó, hệ thống bảo tàng cần phải quyết liệt đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, gắn với xây dựng, phát triển bảo tàng số, xây dựng bảo tàng thành trung tâm thông tin về khoa học, văn hóa, lịch sử và điểm đến hấp dẫn, thu hút khách tham quan và trải nghiệm. Chúng tôi cho rằng việc đầu tư nâng cấp và xây mới một số các cái thiết chế văn hóa, trong đó có các bảo tàng, là một chủ trương hết sức đúng đắn trong việc tiếp cận theo hướng hiện đại, sử dụng công nghệ, tư liệu hóa và số hóa. Thời gian tới đây, với chức năng của mình thì Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ tiếp tục có tham mưu báo cáo với lãnh đạo bộ trong việc trình các cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt các dự án để sớm đi vào thực hiện một cách hiệu quả. Đầu tư cơ sở vật chất cho các thư viện theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đọc và thông tin của người dân, nâng cấp Thư viện Quốc gia Việt Nam theo hướng hiện đại, ngang tầm khu vực, đáp ứng vai trò thư viện trung tâm của cả nước, xây dựng trung tâm bảo quản dữ liệu số quốc gia với hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại và đồng bộ. Sau khi triển khai hai cái quy hoạch
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cùng với các chính sách khác thì sẽ tạo được cái nguồn lực tổng thể, trong đó kể cả nguồn lực của nhà nước, nguồn lực của tư nhân để góp phần phát triển các cái thiết chế văn hóa, thể thao cũng như du lịch, đặc biệt là quan tâm xây dựng các cái nhà hát, các cái thư viện, các cái trung tâm văn hóa đáp ứng được cái nhu cầu trong cái thời kỳ hiện đại, nhất là quan tâm trùng tu các cái di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, di tích lịch sử văn hóa đã xuống cấp để đáp ứng được cái nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân cũng như là bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, góp phần cho đất nước phát triển, trong đó thì có sự phát triển cộng hưởng của vùng cũng như của tỉnh Trà Vinh trong tương lai. Trong lĩnh vực điện ảnh, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học công nghệ cho các cơ sở phổ biến phim và cơ sở sản xuất phim để hoàn thiện mạng lưới cơ sở điện ảnh theo hướng hiện đại và đồng bộ. Hoàn thiện đầu tư, mở rộng, nâng cấp trường quay cổ loa, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, tầm cỡ khu vực và thế giới. Xây mới các trường quay tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và ứng dụng công nghệ cho Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam và Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh. Nâng cấp quy mô Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tại Hà Nội lên cấp đặc biệt với sức chứa trên 3.000 chỗ ngồi. Rạp chiếu phim quân đội đạt tiêu chuẩn quốc gia. Xây mới 4 trung tâm chiếu phim hiện đại tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế. Nghiên cứu đầu tư xây dựng trung tâm điện ảnh hiện đại. Với cái lợi thế là vùng đất cố đô Hoa Lư lịch sử, sở hữu rất là nhiều các cái di tích lịch sử cũng như là danh lam thắng cảnh, nhất là quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Chúng tôi sẽ chủ động kết nối và tăng cường hợp tác, nhất là hợp tác với những cái nước mà có cái nền điện ảnh phát triển ở trên thế giới để Ninh Bình cùng với lại các cái địa phương khác hiện thực hóa, đưa Việt Nam trở thành một cái điểm hẹn mới của điện ảnh thế giới, tạo đà cho cái việc phát triển các cái ngành kinh tế khác, nhất là phát triển du lịch. Hình thành các trung tâm nghệ thuật biểu diễn tại các đô thị lớn, các tỉnh đóng vai trò trung tâm như Lào Cai, Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tư xây dựng mới 4 nhà hát trọng điểm gồm Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Kịch Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Nâng cấp quy mô 4 nhà hát gồm Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. Đầu tư xây dựng các trung tâm nghệ thuật biểu diễn theo mô hình các tổ hợp trung tâm nghệ thuật biểu diễn, quy mô công trình đạt cấp đặc biệt tại Hà Nội và Đà Nẵng. Xây dựng mới trung tâm biểu diễn nghệ thuật hiện đại và nhà hát tổng hợp quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh. Định hướng đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mạng lưới gồm 5 cơ sở triển lãm quốc gia, xây dựng mới các công trình trọng điểm, nhà triển lãm quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật quốc gia tại thành phố Huế, hoàn thiện đầu tư và nâng cấp cải tạo các công trình ở Hà Nội, trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, trung tâm giám định và triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, trung tâm triển lãm quốc gia tại Đông Anh. Đối với các trung tâm văn hóa ở trong nước, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí đủ nhân lực và kinh phí hoạt động. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào và Pháp. Từng bước xây dựng mới các trung tâm văn hóa Việt Nam tại các địa bàn quan trọng. Đầu tư xây dựng 3 cơ sở đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trở thành 3 đại học trọng điểm của cả nước. Xây dựng các viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật theo mô hình tiên tiến trên thế giới để thực hiện nhiệm vụ tư vấn chính sách, xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển của ngành văn hóa. Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi, hoàn thành, khoanh vùng và cắm mốc bảo vệ các di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, đặc biệt đối với các di tích, danh lam thắng cảnh là hạt nhân của các trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia.
đầu tư 8 dự án cơ sở vật chất tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam từ nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa. Đặc biệt, quy hoạch đặt ra nhiệm vụ sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu số hóa văn hóa quốc gia từ trung ương đến các vùng, địa phương, thành lập trung tâm dữ liệu tác phẩm văn hóa nghệ thuật và di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam. Chúng tôi sẽ sớm tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch triển khai đồng bộ các cái nhiệm vụ theo hướng tích hợp dữ liệu một cách đồng bộ nhất, chính xác nhất và đầy đủ nhất, đảm bảo cái sự thông suốt trong cái môi trường hội nhập và phát triển. Qua đó thì tạo điều kiện cho văn hóa, thể thao sẽ trở thành cái nền tảng và bệ đỡ cho du lịch phát triển, góp phần xây dựng cái hình ảnh và thương hiệu của tỉnh Thanh Hóa đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đầu tư xây dựng để hình thành một trung tâm huấn luyện quốc gia trọng điểm thuộc khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, phục vụ huấn luyện vận động viên cho các môn thể thao trọng điểm. Các trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao có quy mô công trình đạt tiêu chuẩn cấp 1, 2, 3, tương ứng với việc sử dụng công trình để huấn luyện, giảng dạy và tổ chức thi đấu quốc tế, quốc gia trong nước. Hoàn thiện đầu tư theo quy hoạch khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đạt tiêu chuẩn tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á, xây dựng khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc tại thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị của khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Hòa Xuân tại Đà Nẵng, xây dựng nâng cấp các khu liên hợp thể thao của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống cơ sở nghiên cứu, đào tạo thể dục thể thao quốc gia như Viện Khoa học Thể dục Thể thao, Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng và Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tư nâng cấp Bệnh viện Thể thao Việt Nam trở thành trung tâm khám bệnh, chữa trị cho vận động viên đạt trình độ khu vực và quốc tế. Đầu tư xây dựng Bệnh viện Thể thao khu vực phía Nam trở thành vệ tinh trong hệ thống cơ sở vật chất, phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa trị chấn thương. Quy hoạch mạng lưới thể thao sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thể thao Việt Nam lên một tầm cao mới. Để phát triển các cái mạng lưới cơ sở thể dục thể thao thì tôi nghĩ là cần phải đầu tư một cách đồng bộ. Nó đồng bộ cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị với cái nhân lực để mà điều hành các cái trung tâm, các cái cơ sở thể thao, các cái mạng lưới cơ sở thể thao. Và sau khi mà đã được đầu tư rồi thì cần phải có một cái sự bố trí một cái nguồn kinh phí để bảo đảm cho các cái cơ sở thể thao này có cái điều kiện hoạt động tốt. Và cuối cùng thì tôi nghĩ là bộ cũng như là cục thì cần phải phát huy mạnh mẽ cái vai trò cái xã hội hóa trong cái việc mà phát triển cái mạng lưới cơ sở thể thao, làm sao mà chúng ta huy động được nhiều nguồn lực của cả xã hội cũng như là của cả quốc tế để mà đầu tư phát triển cái mạng lưới cơ sở thể thao. Thì chúng tôi hy vọng là sau khi có cái quy hoạch này cũng như là có cái sự đầu tư để mà xây dựng được các phát triển được cái mạng lưới cơ sở thể thao ấy thì sự nghiệp thể dục thể thao của chúng ta, kể cả thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao cũng như là các cái lĩnh vực về khoa học công nghệ thể thao, y học thể thao cũng như là kinh tế thể thao thì sẽ có một cái bước phát triển mới. Trong lĩnh vực du lịch, quy hoạch phát triển hệ thống du lịch Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu năm 2025, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, có năng lực phát triển du lịch cao trên thế giới. Năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, trở thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu thế giới. Năm 2025, phấn đấu đón từ 25 đến 28 triệu lượt khách quốc tế, 130 triệu lượt khách nội địa, đóng góp trực tiếp 8 đến 9% trong GDP, tạo ra khoảng 6,3 triệu việc làm, trong đó khoảng 2,1 triệu việc làm trực tiếp. Năm 2030, đón 35 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa, đóng góp từ 13 đến 14% trong GDP, tạo ra khoảng 10,5 triệu việc làm, trong đó khoảng 3,5 triệu việc làm trực tiếp. Quy hoạch phát triển không gian du lịch Việt Nam gồm 6 vùng, 3 cực tăng trưởng, 8 khu vực động lực, 5 hành lang du lịch chính, 11 trung tâm du lịch, hình thành hệ thống các khu du lịch quốc gia và 61 địa bàn tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia. Đến năm 2030, tập trung hình thành 6 khu vực động lực. Khu vực động lực phát triển du lịch Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình.
khu vực động lực phát triển du lịch Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, khu vực động lực phát triển du lịch Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, khu vực động lực phát triển du lịch Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực động lực phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, khu vực động lực phát triển du lịch Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau. Sau giai đoạn 2030, hình thành hai khu vực động lực. Khu vực động lực phát triển du lịch Lào Cai, Hà Giang, khu vực động lực phát triển du lịch Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên. Ưu tiên đầu tư đồng bộ và nâng cao chất lượng các khu du lịch quốc gia đã được cấp có thẩm quyền công nhận. Quy hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư cơ sở vật chất để thúc đẩy các địa điểm tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia. Quy hoạch hệ thống du lịch để phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và đi vào chiều sâu. Với quy hoạch này sẽ mở ra các cơ hội, các tiềm năng để thu hút đầu tư, tăng trưởng du lịch, giúp phát triển kinh tế các địa phương và lan tỏa phát triển các ngành khác. Đồng thời cũng sẽ là một cái động lực giúp cho du lịch Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung sẽ tăng tốc phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Và chúng tôi cũng rất mong chính phủ, các bộ ban ngành trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương thông qua việc ban hành các chính sách, các cơ chế đặc thù về thu hút khách, về thu hút đầu tư, thu hút khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp để tăng tốc phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp đóng góp vào phát triển kinh tế của đất nước. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất các trụ sở cơ quan văn hóa thể thao và du lịch theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hoạt động của ngành theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và nhu cầu thực tiễn, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động. Và chắc chắn rồi, với quy hoạch phát triển văn hóa thì trong thời gian tới văn hóa sẽ được chú trọng hơn, sẽ được đầu tư hơn, nâng cấp nhiều hơn. Và thông qua sự phát triển văn hóa thì thứ nhất là nói về trong nước thì người dân sẽ được nâng cao cái nhận thức văn hóa, nâng cao nhận thức chính trị thông qua văn hóa. Còn đối với bạn bè Nam Châu quốc tế thì chắc chắn là thông qua văn hóa thì họ sẽ hiểu hơn, biết hơn, thêm yêu, thêm ngưỡng mộ Việt Nam của chúng ta. Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao và quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045 nhằm tạo công cụ hiệu quả, hiệu lực của nhà nước để quản lý, điều hành các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, dự án về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Đây cũng là cơ sở để lập quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác có liên quan, quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn lực phục vụ phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Chúng ta kỳ vọng cùng với thể chế chính sách khác, nhất là chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2025-2035 sẽ được Quốc hội thảo luận và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 tới đây, sẽ góp phần tạo thành hệ thể chế chính sách đồng bộ cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.